Vâng, anh em bên Hoàng Kiên lại chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết ấy, thì tất cả các máy bên mình bán ra thì các bạn đều được tặng, thứ nhất là dán cường lực này, dán nưng này, ốp chống sốc hoặc ốp silicone này. Thì các bạn đều được bảo hành 1 năm một đổi một với tất cả các phụ kiện này. Nên là khi mà các bạn mua máy bên mình đều được bảo hành, khi nó ố, nó hỏng, nó cũ rách thì đều được bảo hành đổi mới. Nhưng đối với những bạn mà không mua máy bên mình, thường thì mình để ý là khi qua các bạn qua bên mình sửa chữa hay là nhờ test máy hay nhờ xem máy hộ đấy, thì mình để ý đến máy của các bạn cường lực rồi máy trông rất là cũ nát mà các bạn vẫn không đi thay. Thì hôm nay mình có xin ý kiến chỉ đạo cấp trên và được sự đồng tình của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, thì bên mình có một cái event nho nhỏ dành tặng cho tất cả các bạn, kể cả không mua máy đều ở tại Hoàng Kiên, thì các bạn đều có thể qua dán cường lực này, dán nưng này và ốp chống sốc, nhận một chiếc ốp chống sốc nữa chỉ với combo là 15k. Các bạn có thể mang qua nai xe comment xong, chỉ với 15.000 các bạn được dán cường lực này, dán nưng carbon này và một chiếc ốp chống sốc bảo vệ máy của các bạn chỉ với 15.000 thôi. Và các bạn được vệ sinh máy, bởi vì nhiều bạn mình để ý thấy là máy các bạn để miếng cường lực cũ nát rồi, máy rất là bẩn. Chúng ta nên vệ sinh máy đi để đảm bảo cái độ bền cho con máy của các bạn. Chính vì thế là bên mình có mở cái event này và mong muốn là phục vụ các bạn một cách tốt nhất có thể. Là các bạn cần tham gia event nai xe được và mang 15k qua đánh giày, bên mình sẽ đánh giày cho sạch sẽ. Vâng, cảm ơn các bạn.